Xin chào anh em. Hôm nay mình đi ra ruộng thăm ruộng xem lúa chín chưa, thăm giúp mẹ. Nhưng mà các bạn cũng thấy đấy, lúa sắp chín rồi và mùa cũng sắp tới rồi. Mình rất là hào hức, rất là mình rất là hào hức chờ cái ngày đi gắt lúa. Mấy người nông dân đi ra đồng đâu mới là đâu và vui á, là vui luôn, cực kỳ thích luôn đấy. Nên là mình vừa đi thăm ruộng xong, mình đi vào đây mình làm video ngắn cho các bạn xem. Nãy mẹ cho ít trái mận, mình chưa kịp ăn, bây giờ ăn đi. Mời các bạn. Của mẹ cho không ngon cũng ngọt. Có gì vui không ạ? Hôm nay mình thì giống như ngày nào vẫn bình thường, không vui, không buồn. Hôm nay trời vẫn như hôm qua. Và mình vẫn như hôm nay, vẫn ngồi ăn mận. Như trời mà mát thì chạy ra đồng mà chơi, nhưng mà trời nắng quá không đi được. Dùng núi giang tay rồi lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mai đến nỗi sơn hà. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn gần đây. Thành phố vắng thôn xa vời.
thấy có con gì ngoài đường á, chết nó bay mất tiêu rồi hay sao ấy. Mình về đây các bạn ạ, không ngồi chém gió nữa mà cũng chả có gì chém gió đâu. Ơ, con chim nó lại bay lại à? Nó bay rồi. Nếu các bạn thấy mình yêu thích mình ý thì cho mình một share, một subscribe, một like nha, và nhớ ấn nút chuông để cập nhật những video mới nhất của mình. Bây giờ bye bye, mình đi về đây.